Bên Đại Thừa đó cứ nói A Di Đà Phật là về Phật, không có. Bây giờ mình nói giả sử nha, một người mà biết làm toán cộng một là hai á, đâu có ai đủ phước mà về cõi A Di Đà mà giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh, cũ phẩm cũ sanh, không có vụ đó. Bây giờ một ông thầy hay một Phật tử tu cả đời mà lỡ như không có đủ phước về hạ phẩm hạ sanh đi, rồi cái về là làm chư thiên ở tầng trời thứ tư thứ năm, ôi tôi chơi tiên thấp con Phật tôi không về, ở lại đây à, hiểu không? Cho nên cái lý thuyết đó chỉ là lý thuyết thôi, nó không có thực tế. Có hiểu ý mình bây giờ mới nói không? Bây giờ mình nhất định là phải đi về có Phật Di Đà, còn ngoài ra tất cả các tầng trời khác mình không muốn về, thì mình đã tự mình reject cái con đường của mình đi rồi, mình bí đường của mình đi. Cho nên Phật tử bây giờ đa số là đi xuống cầu nhiều hơn là được đi về. Tại vì cái chê tiên không, cái nó hồ ông hoàng đế thích, tức là cha đó nhỏ hơn Phật, nói mà cái đầu óc mà suy nghĩ nhẹ là có cái sự phân biệt, là có cái sự gọi là ngã mạng rồi, là xong rớt. Cha là cha mẹ của Phật á, là cao nhất. Ừ rồi bây giờ nhận đại tử phải không? Ý là muốn vậy về trời đó, rồi đi về trời, về trời, về trời. Thế một đại tử lớn tuổi này về trời công nhận rồi, rồi ok rồi, được Phật và Ngâm là được hết, đeo con giáo vô luôn cũng được nữa, có Muslim đeo chung luôn một chùm cũng không sao. Đạo Thiên Tâm là cái thân cây, nhánh cây là Muslim, nhánh cây là Công giáo, nhánh cây là Phật giáo, một cái nhánh cây là Cao Đài, một cái nhánh cây nhỏ là Do Thái giáo, Ấn Độ giáo gì. Nhưng mà cha mẹ trên đó chỉ có một đạo, trên trời có một đạo, đạo tốt, đạo con người là làm người tốt thôi, về với cha mẹ thôi. Lúc cha mẹ, lúc mà mẹ lập cho cái thành tinh này á, là cái đạo nó có sẵn rồi. Khi chúng ta không có theo cái đạo, cho nên cái thành tinh này nó náo loạn cuộc cào cào vậy đó, nó mới bị ô nhiễm, khí hậu nó mới thay đổi là do lỗi của chúng ta. Ok rồi, bác về trời, bác đệ tử này nhận đệ tử này về trời. Ok rồi, sao đệ tử này nhận chưa? Chưa nhận hả? Rồi bây giờ nhận luôn, ở đâu? Nhân ra ban tàu, chưa nhận, bữa nay nhận đệ tử. Tên gì? Hả? Thiên Trinh, chữ lót là gì? Thiên Mỹ Trinh. Rồi thì một đệ tử ở sân mentor. Đó cũng sân mentor. Mỹ Trinh. Tên gì? Thì giờ Thiên Tâm Xuân đi, tự mình đặt Thiên Tâm Xuân thì lấy Thiên Tâm Xuân luôn, nhưng mà phải làm cái certificate á, tại vì đang build một cái website cho toàn thế giới, trong đó có thể cả 100 triệu người, ai có cái certificate á thì upload lên cái website, sau này cái website đi khắp thế giới, đứa con họ Thiên á chỉ cần vô website đánh vào cái tên thì cái certificate của mình nó hiện lên, thì cái đó là được register. Ở trên trời cũng xài điện tử nghe, computer rồi nữa đó, cho nên đang làm cái website đó, chứ không phải là mình đây không đâu, để cho những người ở xa đó người ta upload lên những cái certificate của họ. Cho nên mình đi đâu á nó cũng y như là Google thôi, bấm vô nó vô cái website Thiên Tâm Museum, rồi bấm tên của mình là Thiên Tâm Xuân thì nó lên trên đó. Rồi cái Thiên Tâm Xuân bữa nay mất cái đi về cõi nào, ok Thiên Tâm Xuân đi xuống cõi địa ngục, thì trong đó Thiên Tấn Kiệt cho nó ở này đang đi ở địa ngục. Thiên Tâm Xuân đi về trời thì mình nói thí dụ thôi, đừng buồn, về phải đọc kinh, phải đọc kinh mới ngồi thiền. Thì cho nên sau này đứa đại tử nào mà mất á, cái trong đó mình có cái đó mình để là bị mất rồi thì đi về đâu, thì lúc đó lật sổ ra đi về đâu mình biết luôn.
thân nhân theo đó mà đi theo. Chỉ có bên mình là mới biết được đi đâu, về đâu, tới đâu và ở đâu. Ok rồi, đi về trời, không có đi đâu, đừng lo. Đi về nó ngồi đi. Cái gì? Tự hả? À, gốc làm sao? Ba là đạo gì? Ba Phật giáo Hòa Hảo. Ba Phật giáo Hòa Hảo là rất là cao đồ. Ở đâu? Ở Việt Nam đâu? Ở gần gần. Chợ Mới An Giang. Chợ Mới An Giang là con của cao đồ. Thì cái này gọi là thấp đồ phải không? Dạ. Thấp đồ có thuộc kinh điển của Đức Thầy không? Cũng có đọc qua. Dạ, cũng có. Đọc qua nhưng không có hiểu không? Dạ, cô thầy cũng có hiểu. Rồi hiểu mình là gì? Dạ. Thấp đồ có truyền thừa của cao đồ chứ, phải ít nhất cũng có truyền thừa chứ. Hiểu được mình là cái gì nè? Nói một điều chúng thì nhận, còn nói chặt là khỏi nhận luôn. Tốn vé máy bay bay qua đây, ở đâu vậy? Dạ. Chia đồ, đúng rồi, dạ, chia đồ. Ok rồi, hiểu mình là sao? Thì giống như sư phụ, giống như là... gì? Đó, để gần gần nói. Hiểu mới nhận chứ không hiểu mình nhận làm gì? Phải hiểu mới nhận. Giống như sư phụ có cái sứ mệnh. Bây giờ mình nói cái đó hơi rộng lớn, mình nói về kinh của Hòa Hảo á, nói mình là cái gì? Hiểu là cái gì trong kinh Hòa Hảo, kinh của Đức Thầy nói mình là ai? Giống như là vua. Vua là vua thời xưa thôi, lúc đó mình cầm quân mình diệt Chu Dương với Đắc Kỷ Ho Gà đó là thời xưa, còn thời nay thì là mình là gì? Thì trong kinh có nói ứng nguyên mà. Dạ, thiên tử. Thiên tử là ai cũng biết rồi. Không trời, con cha mới lập được cái đạo chứ, nãy mình nói cái đạo mà ra một cái hai mấy triệu người, ở người thế gian không có ai mà dám gan mà làm này đâu, nghe quý vị. Phải có sự phải nhận xét. Thì có sứ mệnh là gì? Là tự gì không phải người thế gian 8 tỷ người mà lo được cái đạo thiên tâm, mà là cả một cái bầu trời á. Ok, biết sơ sơ gì cũng được thôi, nhận đi, hỏi hoài. Tên gì? Tên Viễn. Hả? Tên Viễn. Nguyễn hả? Dạ. Thiên gì? Thiên Nguyễn phải không? Rồi, Thiên Nguyễn. Trời ơi, thấp đồ á. Tại thấp đồ á, Đức Thầy nói á, những cái người cao đồ á còn hiểu được Thiên Tấn Kiệt chút chút, mà cao đồ mà không có liên quan đến chính quyền nghe. Còn thấp đồ á, bây giờ lo công ăn việc làm với lo đời sống, ít người hiểu. Sao? Được sư phụ nhận làm đệ tử là đại phước của con. Ông này không nói chuyện. Anh ở đâu tới vậy? Hồi trước ở đây, 30 năm trước ở đây á, thì sau cái đi qua Michigan, bây giờ trở về đây, năm ngoái trở về đây lên Thiên Long Sơn. Mà lên ở trên cái Michigan lên Thiên Long Sơn, mà cái trong cái điện mẹ đóng cửa . Nhưng mà sau đó xuống ở dưới lại Phật . Bữa nay trở về lại đây. Ở Michigan sao biết cái mùa Covid đó, ở nhà cái nghe, có nghe, mở ra có nghe đến bây giờ, nghe mấy clip, mấy trăm cái clip. Nhưng mà đến bây giờ con mới có cơ hội, bên kia mấy đứa con nó nghỉ học cái mùa winter break á, là qua bên này. Rồi bà xã đâu? Bà xã bà ở bên kia. Bà hồi trước bà có về đây rồi, nhưng mà bà lo làm việc ở bên kia. Đi qua đây mình vậy đó hả? Dạ. Thăm đứa con gái ở bên này. Hồi trước ở đây, rồi ở bên Mibutas nữa, ở đường Loch Ness đó. Ok rồi, Michigan. Dạ. Nhận luôn cho rồi, con của ông dạ. Trời. Tên gì đây ta? Dạ, Thiên Tám. Hả? Dạ, Thiên Tám. Thiên Tám về trời với dạ, cha nha. Dạ, đại phước ạ. Về đọc kinh. Dạ. Chào thầy. Hello. Sáng dịp thì cho con xin làm đệ tử. Trời ơi, tướng hôm này đẹp trai hơn Phạm Minh Chính quá trời luôn á ta, thông thái hơn á. Làm đệ tử mình
Còn mình đi năn nỉ phạm, mình chính nhận mình làm đệ tử nè, ổng không thèm nhận. Còn ông đẹp trai, ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính ông coi mình như là tép riêu, dễ gì ông nhận mình làm đệ tử ổng. Sẵn dịp. Còn ông đem đi nhà đòi tôi làm sư phụ ông, đi ngược đời không? Thật lòng mà nói thì hơi rung nhưng mà... Đầu rung. Mong hoàn toàn là nếu mà thầy có hỏi thì là thật sự ra hồi nào giờ cũng coi video nhiều, cũng lên Thiên Lân Sơn, nhưng mà có một điều Richard thấy là những gì Ngô Tấn Kiệt nói là hoàn toàn tin tưởng liền, không có một cái sự nghi ngờ. Đồng thời nữa là nói về lý thì ở trên phải có cha có mẹ, thì mình hiện tại giờ cũng có cha có mẹ, làm gì ở trên không có cha có mẹ. Thì theo cái lý đó thì ai nói gì nói, nhưng mà Đức Trời vẫn hoàn toàn tin Ngô Tấn Kiệt. Ngoài kia mình local là ở San Jose, đi làm ở San Jose. Anh ở đâu? Ở đây hả? Là local là... San Jose. Nếu mà chú bác nghề cô Trump là cũng quen biết, cũng có lên Thiên Lân Sơn, nhưng mà thật lòng mà nói thì vẫn tin tưởng Ngô Tấn Kiệt. Tưởng anh giàu lắm. Ở trong stock có mấy trăm triệu rồi. Không có nhiều lắm. Không, tưởng này ngon á, đưa tay phải coi thử. Là không được. Hai tay nam hữu nữ tả. Mấy con dao cực kỳ ta. Dạ không, chưa dao. Chưa. Dạ nhưng mà khó ai qua hơn đệ tử này lắm. Thôi được rồi, mốt thấy chức cô Phạm Minh Chính thủ tướng. Tên gì? Xin mời xin chụp dùng tấm hình dùng tấm hình. Kỹ sư phải không? Kỹ sư của thành phố Silicon Valley. Tướng ngon quá trời. Chọc trời cho thấy mặt cũng giống như ông Chính. Giống Phúc nữa, giống Phúc nữa không? Giống Phúc nữa. Phúc đất đai. Không có đất đâu, đừng có tính, cơ trời mà. Mềm á. Ok. Thầy chưa cho. Tên gì? Thiên Hữu Richard. Thiên Hữu Richard hả? Thiên Hữu Richard nó ok rồi, Thiên Hữu Richard nghe.